Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ không thay đổi về mặt hình thế. Nhưng nền nhiệt có tăng nhẹ, Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng, còn đối với Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa to đến rất to trong 10 ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định, xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm nay đến ngày 8 tháng 6. Theo đó, thời tiết trong thời kỳ này sẽ thay đổi hình thế. Bắc Bộ ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày kia đến ngày Chủ nhật có nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, từ đêm mai đến thứ tư tuần tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa thường tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối, vì thế cuối ngày nhiệt độ sẽ giảm nhanh so với trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trong giai đoạn này phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai đến ngày thứ hai tới có nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm thứ hai đến ngày thứ năm tuần tới, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mai và từ ngày Chủ nhật đến thứ năm tuần tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung ở phía nam khu vực này vào chiều tối. Từ ngày mai đến ngày thứ hai tuần tới, phía bắc khu vực này có nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn từ ngày mai đến thứ năm tuần sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mới đây, đứng trước dự báo về siêu bão Mawa, cơ quan dịch vụ thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines Pagasa cho biết, siêu bão Mawa vẫn duy trì sức mạnh và hiện đang di chuyển về phía tây tây bắc trên khu vực Batanes. Dự báo siêu bão Mawa có thể suy yếu nhanh hơn dự kiến. Do ảnh hưởng của siêu bão Mawa và gió mùa Tây Nam tăng cường, Pagasa vẫn cảnh báo sẽ có gió giật trên biển ở vùng biển phía Bắc Luzon, vùng biển phía Đông Trung Luzon, vùng biển phía Nam Luzon và vùng biển Visayas. Bên cạnh đó, siêu bão Mawa được dự báo sẽ di chuyển chậm từ hôm nay đến ngày mai khi di chuyển hướng về phía Bắc trên vùng biển phía Đông Batanes. Sau đó, bão sẽ tăng tốc dần theo hướng Bắc Đông Bắc vào ngày mai và theo hướng Đông Bắc vào ngày kia, đưa tầm bão vượt qua vùng biển phía đông nam quần đảo Diaco. Siêu bão Mawa có thể rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines trong 2 đến 3 ngày tới. Theo dự báo, siêu bão Mawa sẽ yếu dần trong 5 ngày tới do nước biển lạnh hơn. Siêu bão có thể giảm cấp vào cuối thứ năm hoặc đầu thứ sáu rồi trở thành áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần này. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng của không khí khô xâm nhập, siêu bão Mawa cũng có thể suy yếu nhanh hơn dự kiến. Để chuẩn bị cho siêu bão Mawa, giới chức Philippines đã sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng. Trước khi đổ bộ vào Philippines, bão Mawa là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm đổ bộ vào đảo Guam, làm hư hỏng nhiều xe ô tô và cửa và hệ thống điện. Trong những ngày gần đây, cụm từ siêu bão Mawa được rất nhiều người quan tâm. Đây là cơn bão siêu bão được dự đoán mạnh nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2021 với gió giật lên tới 270 km/h. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Mỹ NOAA còn khẳng định rằng đây là cơn bão có sức công phá khủng khiếp nhất trong vòng 6 thập kỷ trở lại. Trước khi di chuyển theo hướng Bắc hoặc Bắc Đông Bắc vào giữa ngày hôm nay, trước đó bão Mawa đã đổ bộ vào vùng lãnh thổ Guam thuộc Mỹ. Đây được xem là cơn bão lớn nhất trong 20 năm nay ở Guam, làm mất điện cơ sở trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất tại đây. Các cơ quan chức năng Philippines cho biết quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhóm tình nguyện đã sẵn sàng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở các tỉnh phía Bắc đất nước. Hơn 1 triệu gói lương thực đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Các thống kê cho thấy có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào quần đảo Philippines mỗi năm do nằm trên các đứt gãy địa chấn dễ xảy ra các vụ phun trào núi lửa và động đất. Nền quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai trên thế giới. Vào tháng 11 năm 2013, cơn bão Haiyan quét qua miền trung Philippines đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích, săn phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền, phá hủy khoảng 1 triệu ngôi nhà và hơn 5 triệu người phải sơ tán. Dự kiến siêu bão Mawa sẽ hướng tới Đài Loan và miền Nam Trung Quốc trong 2 ngày tới và tiếp tục giảm cường độ cho đến cuối tuần này.
Siêu bão Mawa hiện được gọi là Betty và nó di chuyển vào khu vực biển do Philippines giám sát. Mặc dù việc thay đổi tên có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người, siêu bão Mawa không phải là cơn bão duy nhất được đổi tên. Trên thực tế, Philippines thay đổi tên của tất cả các cơn bão khi chúng đi vào khu vực PA, chịu trách nhiệm của Philippines. Đây là một khu vực rộng lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm hầu hết các lãnh thổ trên đất liền của quốc gia này. Từ cơn bão Odette trước đây được đặt tên là Rai, đến cơn bão nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Philippines, cơn bão Yolanda trước đây được gọi là bão Haiyan đều được thay đổi tên sau khi vượt qua đại dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đặt tên cho các cơn bão xảy ra ở Thái Bình Dương để giúp xác định nhanh các cơn bão trong các thông báo, cảnh báo. Tuy nhiên, do khu vực PA được giám sát bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA nên cơ quan này độc lập kế hoạch đặt tên riêng cho các xoáy thuận nhiệt đới xảy ra trong lãnh thổ. Riêng với Cơ quan Khí tượng Nhật Bản GMA, dự báo bão Mawa sẽ ảnh hưởng tới tỉnh Okinawa ở cực nam nước này vào ngày hôm nay, đồng thời cảnh báo nguy cơ biển động, sóng dâng cao, gió mạnh và mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Theo dự báo của GMA, từ ngày hôm nay bão Mawa sẽ tiến đến quần đảo Sakishima ngoài khơi đảo chính Okinawa. GMA cảnh báo tính chất di chuyển chậm của cơn bão có thể đồng nghĩa các điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà bão gây ra có thể kéo dài về thời gian, trong khi hệ thống áp suất khí quyển cao do ảnh hưởng của bão có thể làm xáo trộn các điều kiện khí quyển ở nhiều vùng trên khắp Nhật Bản. Trong những ngày này, đảo chính Okinawa có thể ghi nhận các đợt sóng biển dâng cao tới 5m ở đảo Okinawa và thậm chí 7m gần quần đảo Sakishima. Mưa lớn có thể xảy ra ở cả phía đông và phía tây Nhật Bản trong những ngày tới. GMA khuyến cáo người dân đề phòng lở đất và lụt lội ở những vùng trũng, nước sông dâng tràn bờ và các hiện tượng sấm sét. Đây là cơn bão thứ hai là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023. Việc xuất hiện siêu bão Mawa dù chỉ mới đầu mùa cũng được cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định có thể là dấu hiệu cảnh báo cần đề phòng một mùa bão bất thường. Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã trao đổi xung quanh những điểm đáng lưu ý nhất trong năm El Nino. Theo đó, những năm này thường gắn với năm thời tiết xấu, bão ít hơn trung bình nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện bão dị thường khó dự đoán. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo những đặc điểm thời tiết cần lưu ý trong năm 2023 do ảnh hưởng của El Nino. Theo ông Khiêm, El Nino địa chỉ pha nóng của ENSO và là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương kéo dài từ 8 đến 12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 đến 4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn. Sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây mưa lũ lớn, ENSO hiện đang chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Trả lời câu hỏi El Nino thường có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam, ông Khiêm đưa ra dự báo trong điều kiện El Nino ở hầu hết các vùng trong cả nước. Nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn. Không loại trừ khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều, nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gắn liền với thời tiết khô hơn, nóng hơn, ít mưa hơn, gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước, theo thống kê thâm hụt với mức phổ biến từ 25-50%. Vì thế, cảnh báo trong các tháng mùa khô năm 2023, nguy cơ cao xảy ra khô hạn, thiếu hụt nguồn nước cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển dịch vụ du lịch. Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ, kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.